Sai lầm chọc giận gấu Nga, Israel sắp phải trả giá. Tên lửa S-300 Syria ôm sát Masyaf. Một nguồn tin từ Dash Market thông báo với Asmadas News rằng các hệ thống tên lửa S-300 của Syria đã sắp đi vào trực chiến, sẵn sàng bắn hạ máy bay Israel. Theo nguồn tin này, thì các hệ thống tên lửa S-300 đã được triển khai ở phía Tây Hama. Tuy nhiên, thì các kiếp chiến đấu phòng không Syria vẫn đang tiếp tục huấn luyện, thực hành để thực sự làm chủ hoàn toàn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới. Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng các hệ thống S-300 sẽ tập trung ở miền Tây Syria và chúng đã được triển khai bởi các chuyên gia quân sự nước Nga ở gần thành phố trọng điểm Masyaf. Liên bang Nga đã chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Động thái này của Moscow được cho đưa ra để đáp trả vụ máy bay trinh sát IL-20 của họ bị bắn hạ ở ngoài khơi tỉnh Latakia, Syria, làm toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Thảm họa xảy ra hôm ngày 17 tháng 9 năm 2018 khi các đơn vị phòng không Syria đã bắn nhầm vào chiếc IL-20 xấu số. Moscow và cán bộ Israel là thủ phạm gây ra sự việc đau lòng kể trên khi một trong số các máy bay tiêm kích F-16 của họ đã sử dụng máy bay trinh sát IL-20 của Nga làm lá chắn, đánh lừa tên lửa phòng không của Dash Market trong lúc họ tấn công vào miền Tây Syria. Thảm họa này đã khiến cho quan hệ của Nga và Israel căng thẳng hơn bao giờ hết trong nhiều tháng liền và chỉ giảm nhiệt cho tới tận Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin ở Moscow. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.